Xin chào các bạn nha. Hôm nay trời đẹp nên mình lại vào rừng đi kiếm tổ chim. Thì tìm kiếm nãy giờ mình phát hiện ở trên đây có một tổ chim gì đấy. Bây giờ mình thử đặt cam quay lại xem đấy là chim gì nhỉ. Thank you.